Chu Tiên chương 32 Hạ Sơn. Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đó, không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ mặt mũi vẫn mặc nhiên như không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn. Nơi sâu thẳm trong mắt tựa như có một tình cảm không tên thoáng qua, thế nhưng trong chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy gì nữa. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bốn người dưới điện, mỉm cười nói: "Hôm nay cho gọi bốn người các con đến đây là vì có một chuyện, muốn cho các người Hạ Sơn rèn luyện học tập một phen." Đám Tề Hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang. Đạo Huyền Chân Nhân nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện Không Tang Sơn vạn bức cổ quật hôm trước, lại nói: "Việc lần này quan hệ trọng đại, bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta, sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượt. Thế nhưng mà giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con mọi việc đều phải cẩn thận." Bốn người đồng thanh đáp: "Dạ." Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu nói: "Ngoài ra bên cạnh Thanh Vân Môn chúng ta, Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhụt khí thế của Thanh Vân Môn chúng ta. Còn nữa, Tiêu Giật Tài, Tiêu sư huynh của chi phái chính đã sớm đến Không Tang Sơn điều tra sự việc. Các con nếu gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị." Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh dạ vâng. Đạo Huyền Chân Nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy, sau cùng mục quang dừng lên trên mình Tề Hạo, đưa tay ra nói: "Tề Hạo, con lại đây." Tề Hạo hơi run bước lên phía trước. Đạo Huyền Chân Nhân ngắm nghía hắn một lượt, ngoảnh đầu lại nói với Thương Tùng đạo nhân: "Sư đệ, Long Thủ Phong của đệ có người kế nghiệp rồi." Thương Tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu ban nãy đến giờ sắc mặt không thấy vui vẻ gì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười, nói: "Sư huynh chết cười rồi." Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho Tề Hạo nói: "Nhận lấy đi." Tề Hạo tiếp lấy rồi nhìn qua thì là một tấm gương nhỏ hình dạng cổ xưa, mép viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắc vương vị bát quái. Mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trông màu vàng tối tối không thật rõ lắm. Tề Hạo vẫn chưa phản ứng gì, Thương Tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng sung sướng, quát lên: "Tên tiểu tử ngốc, còn sợ run lên làm gì, mau quỳ xuống tạ ơn đi." Tề Hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy, pháp bảo Lục Hợp Kính, vội vác quỳ xuống nói: "Đa tạ trưởng môn sư bá." Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đáp: "Thôi khỏi, đứng dậy đi." Nói rồi quay sang những người khác nói: "Các con đi ra trước đi." Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho Tề Hạo bí quyết của Lục Hợp Kính, liền cùng nhau bước đi. Đi đến ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu cùng với Điền Bất Dịch đi bên cạnh. Điền Bất Dịch nhìn hắn một cái lãnh đạm nói: "Con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cần phải quay về Đại Trúc Phong. Bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng Hạ Sơn về Đại Trúc Phong, ta sẽ nói thay cho con." Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức cúi đầu thấp xuống, giọng khẽ đáp: "Dạ, sư phụ." Điền Bất Dịch nói: "Con dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đã nhớ kỹ chưa?" Trương Tiểu Phàm gật đầu nói: "Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi." Điền Bất Dịch di chuyển thân mình, từ từ nói: "Vậy thì tốt, mặc dù tư chất của con không tốt, thế nhưng thủy chung vẫn là môn hạ Đại Trúc Phong của ta, ra ngoài không được làm xấu mặt ta." Trương Tiểu Phàm lập tức đáp: "Dạ sư phụ, đệ tử nhất quyết không làm mất mặt lão nhân ra." Điền Bất Dịch hừ một tiếng, đứng phía sau lưng Trương Tiểu Phàm. Đứng phía sau lưng, Trương Tiểu Phàm không hề nhìn thấy mặt ông ta, không hiểu biểu hiện tình cảm của ông ta thế nào. Thế nhưng chỉ nghe thanh âm của ông ta, không hề thấy có chút gì tức giận cả. Một lúc sau, Điền Bất Dịch tựa như thở dài một tiếng, quay đầu nhìn lại Trương Tiểu Phàm, không nói gì thêm nữa, vẫy vẫy tay chào hắn, rồi tế khởi tiên kiếm phá không đi mất. Trương Tiểu Phàm đang run run nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ biến mất trên bầu trời, chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái, giật mình đánh thoát, vội vàng xoay người, hóa ra là Tăng Thư Thư
đang cười hì hì. Nhìn quanh quẩn xung quanh, thủ tọa của các chi phái khác đã đi hết. Còn lại chỉ có hai người bọn hắn đang đứng đó. Xa xa Lục Tuyết Kỳ đang đứng một mình. Tăng Thư Thư cười ha hả nói: "Quả ngươi mệnh lớn, ta vốn lo ngươi không qua nổi cửa ải đó rồi." Trương Tiểu Phàm và hắn ở cùng một chỗ, Tưng thì liền cảm thấy cảm giác thư thái đi rất nhiều. Nói đùa: "Đúng rồi, ta rất sợ chết." Tăng Thư Thư vỗ vỗ vai hắn, nhìn ra phía đằng sau lưng hắn, khẽ giọng nói: "Sao không đem Tiểu Hôi đi theo?" Trương Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ nói: "Ta lúc sớm bị sư phụ đưa đến đây, không hề nghĩ đến có thể lập tức hạ sơn. Thứ gì cũng chẳng mang theo, còn chỗ nào mà nghĩ được đến Tiểu Hôi?" Tăng Thư Thư cười nói: "Không việc gì, y phục ta cho ngươi mượn, hoặc là đến thành Hà Dương dưới chân núi, chúng ta sẽ mua một ít." Nói rồi, hắn nháy nháy mắt với Trương Tiểu Phàm, nói rất khẽ: "Lần này chúng ta lời rồi." Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn nói: "Cái gì?" Tăng Thư Thư nhướng mày, liếc một cái về phía sau cười nói: "Có mi nữ cùng đi đó." Trương Tiểu Phàm vừa thấy vui vừa thấy buồn cười, thế nhưng vẫn nhìn về chỗ Lục Tuyết Kỳ một cái. Cùng lúc này, dường như Lục Tuyết Kỳ cũng có cảm ứng, nhìn hướng về chỗ hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như sương, giật mình đánh thoát, vội tránh đi chỗ khác. Hai người cười cười nói nói, Tăng Thư Thư thì thầm kể cho hắn nghe lúc sau này đi với Lục Tuyết Kỳ ra làm sao. Hốt nhiên phát hiện thấy trên khuôn mặt đang mỉm cười của Trương Tiểu Phàm đột nhiên cương ngạnh, ánh mắt thành ra nhìn thẳng, nhìn chòng chọc về phía sau lưng hắn. Tăng Thư Thư có chút nghi hoặc, quay đầu lại, quả nhiên thấy phía trên dưới bậc thang dài có một người đàn ông đang xiên xiên vẹo vẹo đi tới. Khoảng trên 40 tuổi, y phục trên mình hoàn toàn sạch sẽ, thế nhưng khuôn mặt thất thần, ánh mắt ngây dại, trong miệng đang nói loạn mấy câu chẳng có đầu đuôi. "Mưa rơi, bóng tối, mùi hôi, mẹ ơi, thần tiên." Trong sự chú ý của Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đứng từ đằng xa nhìn lại, Trương Tiểu Phàm bước đi, bước chậm chậm, tựa như trải qua một lúc rất lâu, hắn mới tới được bên cạnh người đàn ông ấy. Dường như bước đến cạnh một thân hình quá khứ. "Vương Nhị Thúc, Thúc có khỏe không?" Hắn cố gắng áp chế tâm tình đang kinh động, khẽ khẽ hỏi. Trong mắt người đàn ông ấy, tựa hồ hoàn toàn không có sự tồn tại của Trương Tiểu Phàm. Trong miệng vẫn thản nhiên lẩm bẩm mấy câu, bỏ Trương Tiểu Phàm đấy rồi bước đi. Không lâu sau, biến mất ở phía sau của đại điện. "Người đó là ai thế?" Tăng Thư Thư bước đến bên cạnh hỏi. Trương Tiểu Phàm nhìn về chỗ mà Vương Nhị Thúc đang mất dạng, thê lương nói: "Một người điên." Tăng Thư Thư nhìn sắc mặt hắn, không còn chút hứng thú nào để hỏi thêm lần nữa. Một lát sau, Tề Hạo khuôn mặt đầy mãn nguyện bước ra từ phía trong đại điện, hướng tới ba người bọn hắn chào hỏi. Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ cùng với Tăng Thư Thư bước đi. Mọi người thương nghị một lát, quyết định sau khi hạ sơn sẽ đi đến thành Hà Dương. Tăng Thư Thư cười nói với Tề Hạo: "Tề sư huynh, lục hợp kính do trưởng môn sư bá chuyển cho huynh có lợi hại không?" Tề Hạo cười đáp: "Lục hợp kính vốn là bảo vật của Thanh Vân môn chúng ta, tất nhiên là lợi hại, chỉ sợ ta tu hành chưa đủ mà thôi. À đúng rồi, trên đỉnh núi này ngoại trừ thủ tọa của bảy chi phái, không một đệ tử nào có thể ngự kiếm. Chúng ta đi xuống Vân Hải, rồi từ chỗ đó ngự kiếm bay đến thành Hà Dương." Lục Tuyết Kỳ trên mặt vẫn vô cảm, Trương Tiểu Phàm ngây ngô gật đầu, chỉ có Tăng Thư Thư mặt tươi rói. Xem ra việc hạ sơn đối với hắn là một dịp tốt để vui chơi, có thể xem là một chuyện vui. Bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn đang ngự kiếm đi từ Thanh Vân Môn đến thành Hà Dương. Những người khác ai nấy đều tự nhiên thư thái, chỉ có Trương Tiểu Phàm không tránh được có đôi chút vất vả. Hắn mới dưỡng thương được một tháng, tối như tựa hồ như sớm liệu đến hắn không thể xảy ra chuyện gì cả, đã chuyển cho hắn bí quyết đạo pháp của Thanh Vân Môn, nhân tiện truyền thụ cho hắn phương pháp khu dụng pháp bảo ngự không vi hành. Quả thật nói thì đơn giản, chỉ cần đạo hạnh đủ sâu, pháp bảo không quá thấp kém, lấy Thanh Vân đạo pháp cộng thêm niệm lực là có thể khu động được pháp bảo. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm tu hành chưa sâu, pháp bảo vốn dĩ không tồi, lại vô cùng cổ quái, đối với đạo pháp Thanh Vân Môn mới học tương đối lạ lẫm,
việc đem ra ứng dụng quả là vô cùng vất vả. Ban đầu tôi như không hề nghĩ rằng hắn lên thông thiên phong rồi lập tức phải hạ sơn. Thế nên đầu tiên chỉ nghĩ đến việc làm cho hắn ghi nhớ pháp quyết. Sau khi quay về Đại Trúc Phong sẽ cho hắn luyện tập nhiều hơn. Các thủ tọa của các chi phái khác đương nhiên không biết rõ gã tiểu tử cổ quái này. Xem biểu hiện của hắn trong các trận đấu tại kỳ thất mạch hội võ, đương nhiên đều nghĩ rằng hắn biết đạo pháp ngự kiếm, đạo pháp căn bản nhất. Quả thực không hề biết Trương Tiểu Phàm lén học đạo pháp, lỡ ngà lỡ ngớ luyện đến cảnh giới khu vật, vẫn không biết chút gì về ngự kiếm cả. Nhìn những người khác, Tề Khởi tiên kiếm, Tề Hạo dùng tiên kiếm hàn băng màu trắng, Lùng Thất Kỳ dùng tiên kiếm thiên gia màu xanh, Tăng Thư Thư dùng tiên kiếm hiên viên giống một cái đai lưng sắc tía. Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng tế khởi thiêu hỏa côn. Thế nhưng cảm giác tựa hồ có chút khác biệt, không có cảm giác tùy tâm vận dụng như hôm thất mạch hội võ. Vượt núi xuyên mây, mất đúng nửa ngày trời. Ngay vào lúc mặt trời xuống núi, bốn người mới đến được Thanh Hà Dương. Trương Tiểu Phàm và ba người kia tránh bị để ý, hạ xuống mặt đất tại một nơi vắng vẻ phía bên ngoài Thanh Hà Dương. Hắn toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân, sắc mặt trắng xanh, trông tình cảnh tựa hồ còn khổ sở hơn so với hôm thi đấu. Lúc bay trên trời, hắn một vài lần đã nắm chặt lấy thiêu hỏa côn không rời. Nếu không phải bọn người Tề Hạo ngay bên cạnh hắn nhìn thấy, đã không dám bay cách quá xa hắn, kịp thời ra tay giúp đỡ. Chỉ sợ hắn một đệ tử xuất sắc vừa mới đây của Thanh Vân Môn, không cưỡng được đã ngã từ trên trời cao xuống tan xương nát thịt mà chết rồi. Hơn nữa đã phá hủy mất danh tiếng của sư môn, lưu tiếng xấu đến vạn năm sau, làm cho Thanh Vân Môn hoàn toàn mất hết thể diện. Nghỉ ngơi chốc lát, đợi Trương Tiểu Phàm lấy lại hơi thở, bốn người trong ánh chiều tà hướng về phía thành Hà Dương to lớn rảo bước. Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, cảm thấy phía sau Trương Tề Hạo và Lục Tuyết Kỳ thường xuyên ném ra những cái nhìn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ không sao lý giải nổi tại sao trong kỳ thi thất mạch hội võ lại nảy ra con người lạ thường. Không ngờ không sử dụng thành thạo thuật ngự kiếm vi hành thông thường, đến cả Tăng Thư Thư trước đây hay đi cùng Trương Tiểu Phàm cười cười nói tuyệt không nhắc gì đến chuyện ban nãy, mồm miệng thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Trương Tiểu Phàm về thành Hà Dương. Trong vòng trăm dặm quanh đây, chỗ này là chỗ to nhất và phồn hoa nhất rồi. Bách tính ở tại thành này ít thì cũng có 2-3 vạn người, do có vị trí địa lý tốt, khách thương qua lại cũng đông, thực là náo nhiệt. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong lòng thấy thật bội phục Tăng Thư Thư, học rộng biết nhiều, bèn nói: "Thư Thư, người làm sao biết được những chuyện đó?" Tăng Thư Thư mặt lộ vẻ đắc ý nói: "Có gì đâu, xem nhiều sách tự nhiên biết thôi." Nói rồi trên mặt hắn lộ nét cười láu cá, kín đáo, nghe vào bên tai Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói: "Kỳ thật, ta đã đến chỗ này nhiều lần rồi, đều là lén lút hạ sơn thôi." Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thót: "Ngươi, ngươi..." Tăng Thư Thư nhếch mép một cái: "Xem cái bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa." "Có gì đâu, từ khi ta tu tập thuật ngự kiếm, tự nhiên phải thường xuyên luyện tập, bay đi bay lại chỗ này chỗ kia, muốn nghỉ ngơi hạ xuống lang thang trên phố, có chuyện gì xảy ra đâu." Trương Tiểu Phàm phá lên cười, nghe thấy hai người bọn họ phía đằng sau đang thì thà thì thụt, Tề Hạo mỉm cười nói với Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh: "Lục sư muội, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây, ngày mai lại đi tiếp nhé." Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt lạnh tựa băng xương, không có một chút xíu biểu hiện tình cảm, chị lãnh đạm gật gật đầu. Đi đến bên trong thành, bọn họ để tránh gặp phiền phức, nhanh chóng thay đổi trang phục của đệ tử Thanh Vân Môn, nhằm không tạo ra bất kỳ sự hoài nghi nào. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, quả thật là sẽ tạo ra sự kinh động không nhỏ, khiến cho không ít người đi đường dừng chân ngắm nhìn. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh ngắm Lục Tuyết Kỳ một cái, thấy nàng tuy vậy mặt vẫn lạnh tanh, thế nhưng đôi mắt trong sáng quả thực có chút tức giận thoáng qua. Bất giác thấy hơi lo cho những qua đường ấy, vạn nhất thiên gia ra khỏi vỏ, chỉ sợ cổ thành lịch sử huy hoàng này sẽ bị hủy trong vòng nửa ngày. Thế nhưng công phu hàm dưỡng của Lục Tuyết Kỳ tất nhiên tốt hơn hẳn những gì Trương Tiểu Phàm suy đoán. Một mạch tới đằng sau khách sạn Sơn Hải Uyển mà họ trọ lại, Lục Tuyết Kỳ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tề Hạo là người lịch duyệt nhất trong đám người, bốn người đều ngấm ngầm coi hắn là trưởng nhóm. Chẳng hạn như việc trọ lại này
đều do hắn lo liệu. Cuối cùng, bọn họ được điếm gia an bài cho chỗ nghỉ thuộc loại tốt nhất phía sau hậu viên. Quy mô của nhà Sơn Hải Uyển này rất to lớn. Trong hậu viện, cả thầy có 4 khu nhà riêng biệt. 4 người bọn họ trú tại khu nhà phía tây, mỗi người một gian phòng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Tề Hạo liền kêu mọi người đi ra tiểu lâu phía trước ăn, đi ra tiểu lâu phía đằng trước ăn cơm. Tiểu lâu của Sơn Hải Uyển nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất thành Hà Dương. Thế nhưng tại phòng thượng khách trên lầu 3 vẫn rất yên tĩnh. Trong căn phòng to lớn rộng rãi chỉ bày không đến 10 cái bàn. Hiện tại đại khái có 5 bàn đang có khách ngồi ăn cơm. Tề Hạo kêu tiểu nhị lựa chọn một vài món rau. Nhìn dáng vẻ tinh tường của hắn đối với nơi này, chắc hẳn đã là khách quen rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt nghĩ, hắn xuất thân nông dân, chưa từng đến những nơi xa hoa như Sơn Hải Uyển. Lúc trước khi đi qua tầng lầu thứ 2, nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy rực rỡ. Thế nhưng khi đến tầng lầu thứ 3 thì thấy chạm rồng vẽ phượng, hồng mộc làm xà, cổ hương cổ sắc. Hai tầng lầu hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Hắn tự nhiên không biết người trong thiên hạ khi đạt được phú quý rồi lại quay trở lại tìm kiếm thân phận phẩm vị. Mặc dầu có người thích sự hoan hỉ rực rỡ xa hoa, thế nhưng để người ta nói mình là có tù dưỡng phòng nhã cũng là chuyện thường gặp. 4 người bọn họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tăng Thư Thư nhìn qua cách bố trí trên lầu rồi nói với Tề Hạo: Tề sư huynh, chỗ này chắc giá cả không rẻ đâu nhỉ? Tề Hạo mỉm cười: Chỗ này là tiểu lâu tốt nhất thành Hà Dương, không phải tự nhiên mà có được. Tuy nhiên Thanh Vân Môn chúng ta rất có danh tiếng ở đây, chủ ở đây còn mong chúng ta đến, không dám lấy của chúng ta một xu. Tăng Thư Thư gật gù à lên một tiếng. Một lát sau, điếm tiểu nhị mang đến trên bàn mấy đĩa nhỏ rau xào. Cuối cùng có một đĩa cá tươi hấp cách thủy. Nhìn thấy mình cá dài, phần đầu hơi tròn, đùi nhỏ, thân nâu màu xám, dày và dài. Quan trọng nhất là chất thịt trắng ngần, hương thơm ngào ngạt, tức thì khiến người ta muốn ăn ngay. Trương Tiểu Phàm vốn có hứng thú đối với việc nấu nướng mà chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ, không kìm nổi tò mò quay sang điếm tiểu nhị: Tiểu nhị ca, cá này gọi là cá gì và nấu nó thế nào? Điếm tiểu nhị cười ồ lên một tiếng nói: Khách quan quả thực là biết đánh giá. Đây là thanh đôn mị ngư, là món làm nên tiếng tăm của Sơn Hải Uyển chúng tôi. Thanh hương hoạt nộn, đưa vào miệng thấy thơm ngọt. Trong vòng 100 dặm của thành Hà Dương, quả là vô cùng nổi tiếng. Trương Tiểu Phàm nuốt nước miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập tức nhắm mắt gật gù mãi không thôi. À, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh. À, có cả hương vị của hành đập dập, nhất định dùng củ hành tươi nhỏ. À, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương. Ôi, đúng rồi, lại còn trộn với vị dầu vừng để được ngon đến vậy. Lợi hại quá. Hắn vẻ mặt đầy mê mẩn, nhìn Tề Hạo Tăng Thư Thư đang mổ miệng há hốc. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nhưng gã điếm nhiều nhị đứng bên cạnh đúng là vô cùng bội phục, cười to: Khách quan quả thật là chuyên gia, sành ăn quá. Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẻ của mọi người xung quanh mình, mặt mũi đỏ bừng, vội vã bỏ đũa xuống. Thế nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu: Xin hỏi tiểu nhị ca, loại mị ngư ở đâu mà có vậy? Điếm tiểu nhị vẫn chưa kịp nói, chợt nghe tại cái bàn to phía bên kia có giọng một nữ lang cất lên: Mị ngư vốn là đặc sản của núi Chư Câu tại phương Nam, cách xa nơi này cả nghìn dặm, làm sao mà vận chuyển đến được? Cửa hàng của ngươi há chẳng lừa người sao? Mọi người giật mình đưa mắt nhìn, chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy có 8 người ngồi, 6 người là nam, mình mặc áo vàng, chỉ có 2 người là nữ, một nữ trên mình mặc quần áo màu tím nhạt, mặt che tấm mạng mỏng, không nhìn rõ được dung nhan. Thế nhưng lộ ra vài phần da rẻ thực trắng như tuyết. Nữ lang còn lại chính là người mới nói câu vừa rồi. Tuổi tác không lớn, nhìn chỉ khoảng độ 16-17, trên mình mặc quần áo màu xanh nước biển, tướng mạo xinh đẹp lạ thường, lông mày nhỏ, cặp mắt to sáng ngời, vô cùng linh động, khiến cho người ta mắt phải sáng lên. So với Lục Tuyết Kỳ thì chẳng hề thua kém chút nào. Trương Tiểu Phàm á lên một tiếng,
nhìn thấy nữ lang đó nói xong câu đầu tiên, ánh mắt đang dõi lên trên mình Lục Tuyết Kỳ trên bàn hắn, hình như có chút kinh ngạc vì dung mạo của Lục Tuyết Kỳ. Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả Lục Tuyết Kỳ thường ngày là một nữ lang lạnh lẽo như băng xương, lúc này cũng không kìm chế được, hơn nữa đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái. Điếm tiểu nhị lập tức cười nói: "Vị khách quan này nói rất đúng. Thế nhưng ngài có chỗ chưa biết đấy thôi. 100 năm về trước, mị ngư đúng là chỉ có ở núi Chư Câu phía nam. Thế nhưng sau này, Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân đi qua núi Chư Câu đã mang loài cá mị ngư này về, thả ở sông lớn ở phía bắc Thanh Vân Sơn. Đến nay không chỉ sống sót mà ngày càng sinh sôi nảy nở. Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc tiên nhân Đạo Huyền tiên nhân trên Thanh Vân Sơn, nên may mắn có được món ngon để ăn." Hắn vừa nói, trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng kính. Trương Tiểu Phàm và đám người Thanh Vân Môn tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặt lộ nét tươi cười. Thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong, quay đầu lại nhìn nữ lang trước mặt một cái, rồi ngồi xuống, trong miệng hứ lên một tiếng. Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người Trương Tiểu Phàm tâm ý mãn nguyện, quay trở về phòng. Tề Hạo ở lại cửa Tây Uyển nói với mọi người: "Tối nay chúng ta trước ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi Không Tang Sơn." Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Tư Tư đồng thanh đáp một tiếng. Lục Tuyết Kỳ không nói tiếng nào, cứ hướng thẳng về phòng của mình mà đi. Rồi thì rầm một tiếng như tiếng đóng cửa. Tề Hạo chớ người ra, đoạn nhìn bọn Tăng Tư Tư cùng Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng: "Hai vị sư đệ cũng nên về nghỉ ngơi đi." Trương Tiểu Phàm nhìn gương mặt anh tuấn của Tề Hạo, chỉ thấy dưới ánh tà dương, dáng dấp tiêu sái không hề thuyên giảm, xem ra còn có mấy phần thoát tục. Xét lại mình, hắn đột nhiên thấy chán nản trong lòng, tinh thần sa sút, miễn cưỡng đôi lời cùng Tăng Thư Thư, không để ý tới Tề Hạo nữa, rồi tự mình quay bước về phòng. Tăng Thư Thư cười a một tiếng, cùng Tề Hạo chuyện vãng đôi lời, rồi hai người chia tay ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Đây là đêm đầu tiên mà Trương Tiểu Phàm rời xa Thanh Vân Môn trong suốt 5 năm qua. Không biết sao cứ trằn trọc ngủ không yên. Mãi đến khi nửa đêm, hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ thì lại mơ thấy một thân vương đầy máu tanh, gương mặt hung tợn, đứng giữa núi dày biển máu. Đồng thời, từ sâu nơi tâm khảm, một luồng sát ý không biết nguyên do đùng đùng bộc phát. Màu máu đỏ hồng trước mặt hắn phảng phất như biến thành nước suối ngon ngọt, hấp dẫn hắn, mời gọi hắn, khiến hắn nhịn không được mà muốn chém nát hết những gì xung quanh. Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy, hơi thở gấp rút, mồ hôi ra đầy mình. Mất một lúc lâu sau, tâm trạng kích động mãnh liệt của hắn mới từ từ bình phục lại. Bốn bề vắng lặng, màn đêm bao bọc khắp xung quanh. Hắn xếp chân ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, hít thở thật sâu, hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh chéo lại ở trước thân. Đêm đen như một người con gái ôn nhu nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể hắn. Một lớp ánh sáng vàng nhạt khi ẩn khi hiện phát ra từ thân thể Trương Tiểu Phàm. Dưới lớp ánh sáng màu nhạt nhòa phản chiếu, trên gương mặt hắn tựa như có nét trang nghiêm không hợp với nét trẻ con của hắn. Không biết trải qua bao lâu, vòng ánh sáng màu vàng ấy dần dần tan mất. Trương Tiểu Phàm trong đêm đen mở mắt nhìn ra, tâm tính bình hòa. Sau mỗi lần ngồi như thế, hắn đều đặc biệt tưởng nhớ đến vị hòa thượng hiền từ Phổ Trí. Trương Tiểu Phàm không cảm thấy buồn ngủ nữa, hắn tiến lên mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Căn phòng bên đều tối đen, chắc rằng đám người Tề Hạo cũng đã ngủ say rồi. Hậu viên của Sơn Hải Uyển được xây dựng trong một hoa viên, đông tây nam bắc, bốn phương vị đều có bốn đình viện khác nhau. Trương Tiểu Phàm đi ra từ nơi ở của bản thân ở Tây Uyển, rồi đi đến hoa viên nơi chính giữa. Lúc này đêm đã khuya, ngước lên nhìn trời lấp lánh đầy sao. Một vầng trăng tròn treo nơi góc trời khuya, gió đêm vì vút, thoang thoảng mang đến một chút hương thơm. Đường mòn quanh co mờ mịt, không biết trải dài đến tận đâu. Ven đường, cỏ cây từng bụi xanh sắc hoa các loại nở đầy trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm trong lòng chán nản, cứ thuận theo đường nhỏ mà đi. Gió thổi trên mặt mang theo cảm giác mát mẻ. Trong đêm thanh vắng và cô quạnh như thế này, một chàng thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hiu quạnh, nhớ lại những chuyện đã qua. Bên đường, một đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm, lóng lánh hạt sương khuya bám đọng trên cánh hoa trắng lung linh trong suốt.
Trương Tiểu Phàm ngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến xì ngốc. Thoang thoảng mùi hương từ đâu truyền tới. Thốt nhiên một cánh tay ngọc nho nhỏ vươn đến cảnh hoa. Cánh tay ấy phẳng vất ra từ bóng đèn vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hồn, làm lu mờ cả ánh trăng sáng trên trời cao. Bẻ đi nhành hoa ấy. Đời phút giây đó, trong đầu Trương Tiểu Phàm oành vang lên một tiếng. Ánh trăng đời trời như bị lu mờ hẳn đi, cả hoa viên như chìm trong bóng đen. Hắn xoay đầu lại, nhìn ra sau, tràn đầy một ý hận không tên. Một thiếu nữ trẻ tuổi, mình bận áo màu xanh biếc, đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút hết ánh sáng nơi trời cao. Nàng nhẹ nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu.